Xin chào mọi người, lại là Giang đây. Lâu lắm rồi không gặp mọi người. Giang thì rất nhớ mọi người và không biết là mọi người đã quên Giang chưa. Khoảng thời gian vừa rồi thì Giang cũng khá là xuất hiện ít ở trên truyền hình, bởi vì là Giang dành thời gian cho một số dự án kinh doanh cũng như là quay hai bộ phim liên tiếp. Và hôm nay thì cơm nước xong xuôi rồi, Giang lại ngoi lên đây để trò chuyện với các bạn một xíu, cho mọi người đỡ quên mặt mình nha. Và nhân tiện thì Giang cũng muốn chia sẻ với các mẹ một vài cái kinh nghiệm nuôi con nữa. Ồ thế à? Giới thiệu với mọi người, đây là Tâm Nhi của nhà Giang. Năm nay 11 tuổi rồi. Và bây giờ đến giờ uống sữa của Nhi rồi, cho nên là Nhi nhắc nhở mẹ. Con ơi, con chào các cô các chú đi. Con chào các cô chú ạ. Rồi, đây là cái sữa gummy mà Tâm Nhi nhà mình rất là nghiện, rất là mê. Cứ đến giờ là phải nhắc nhở mẹ cho uống sữa ngay. Ba thì nha. Mẹ nào mà có con ở trong độ tuổi của Tâm Nhi thì các mẹ có thể tham khảo cái sữa này này. Tâm Nhi nhà mình uống không sót một ngày nào luôn á. Và bình thường là tự giác pha sữa luôn các chị em ạ. Rồi, nó tan rất là nhanh. Ngon không? Ngon lắm mẹ ạ, đúng khẩu vị của con luôn. Úi dồi ôi, chuẩn lượt, yêu quá. Thế bây giờ con cầm cái sữa này vào, con uống nốt xong con học bài nhá. Vâng ạ. Con chào các cô chú ạ. Đấy, mọi người thấy chưa? Chưa cần chia sẻ gì nhưng mà mọi người đã nhìn thấy là một cái kinh nghiệm nuôi con rất là nhàn của Giang. Đấy là cho bé dùng sữa gummy đúng không? Và như Giang được biết thì gummy hình như là có rất là nhiều dòng sữa cho tất cả các lứa tuổi luôn đó. Các mẹ có thể tham khảo nhé. Và những người theo dõi Facebook của Giang thì chắc là cũng thấy Giang là một người rất đam mê công việc. Tuy nhiên dù công việc có bận cỡ nào thì ưu tiên hàng đầu của mình vẫn là chăm sóc Tâm Nhi. Nhìn bạn ấy vui vẻ mỗi ngày thì nó chính là động lực để mình làm việc đấy mọi người. Tuy nhiên nhiều lúc áp lực công việc cùng với cái áp lực chăm con nó rất là lớn. Nhất là có một khoảng thời gian mà con phát triển chậm hơn các bạn cùng trang lứa. Kiểu như là con không đạt được cái chiều cao lý tưởng này. Xong rồi nhiều lúc con tiêu hóa bị khó, rồi lơ đãng mất tập trung trong học tập ý. Nên Giang rất là lo lắng. Và công việc của Giang thì cũng may là mình được đi khá là nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Cho nên là mình cũng học tập các ông bố bà mẹ như là bên Nhật Bản hay là Hàn Quốc, là bổ sung thêm thực phẩm dinh dưỡng cho con. Và loại thực phẩm bổ sung mà hiện nay mình đang tin tưởng sử dụng đó chính là sữa Gummy Colors 24 giờ IQ Grow mà mình vừa mới cho bạn Tâm Nhi uống. Đây là sản phẩm của tập đoàn dược quốc tế mà đã có gần 15 năm hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm dinh dưỡng. Sữa dinh dưỡng Gummy Colors 24 giờ IQ Grow ấy là một trong những sản phẩm cao cấp của tập đoàn dược quốc tế. Nó được nghiên cứu và sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức này và chứa rất nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Trong đó thì Giang được biết là có những thành phần nổi bật như là sữa non 2000mg, DHA, chiết xuất từ tổ yến, Neogos B70, Nutra-C hay là MK7. Và Giang cũng đã tìm hiểu được biết là những cái dưỡng chất này nó rất quan trọng cho sự phát triển của não trẻ này, chống còi xương ở trẻ, giảm táo bón và đặc biệt là rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bé từ 2 cho đến 15 tuổi. Điểm đặc biệt của sữa Gummy Colors 24 giờ IQ Grow là nguyên liệu sữa bột được nhập khẩu 100% từ New Zealand, một quốc gia có ngành nông nghiệp chăn nuôi bò sữa phát triển. Sản phẩm này được đóng gói trong lon thiếc như là các bạn vừa mới thấy, được tiệt trùng bằng công nghệ tiêu UV của Đức, đảm bảo chất lượng, hương vị thơm ngon và dễ sử dụng. Và mọi người cũng có thể mang đi theo mọi lúc mọi nơi, ví dụ như là đi chơi, đi dã ngoại hay là đi du lịch. Điều này thì rất là tiện cho việc chăm sóc con của các mẹ khi mà chúng mình đi du lịch tới các địa điểm. Hiện nay thì mỗi ngày Giang cho con sử dụng từ 2 cho đến 3 ly sữa Gummy Colors 24 giờ IQ Grow sau bữa ăn 30 phút để cho con tiêu hóa và hấp thu tốt hơn. Và trộm vía là từ ngày mà con sử dụng đều đặn cái sản phẩm này thì con ăn uống ngon này, hấp thu tốt hơn trước rất là nhiều. Chính vì thế mà con tăng cân đều, chiều cao cũng đạt chuẩn và học hành thì cũng ổn. Nên là Giang khá là yên tâm các mẹ ạ. Vì bạn Tâm Nhi rất là thích sản phẩm này cho nên hiện tại thì Giang vẫn tiếp tục duy trì Gummy Colors 24 giờ IQ Grow hàng ngày cho con sử dụng. Bởi vì bây giờ là thời điểm vàng để cho con phát triển khôn lớn, cái việc hấp thu tốt sẽ giúp cho con tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe cũng như là đỡ bệnh tật hơn. Bởi vậy thì không chỉ là mỗi con của Giang dùng đâu mà Giang cũng giới thiệu Gummy Colors 24 giờ IQ Grow cho rất là nhiều đồng nghiệp của Giang sử dụng. Tới hôm nay thì Giang quyết định là giới thiệu đến tất cả các ông bố bà mẹ bỉm sữa
với hy vọng rằng sẽ giúp cho mọi người có thêm được những cái gợi ý và những lựa chọn khi mà sử dụng những sản phẩm chất lượng cho con. Cả nhà ơi, Giang đã nghe ngóng được là thời gian tới ý, bên nhãn hàng sẽ cho ra mắt sữa công thức pha sẵn nha. Gumi Colors 24 giờ IQ Roll dạng hộp nhỏ và tiện lợi này. Ngoài các hương vị truyền thống thì nó còn bổ sung thêm là hai loại sữa pha sẵn hương cam và hương dâu rất là ngon, phù hợp với sở thích cũng như là khẩu vị của các bé, giúp cho các mẹ vừa tiết kiệm thời gian mà vẫn cung cấp được đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé, giúp cho con của mình phát triển khỏe mạnh. Lúc nào mà dòng sữa Gumi này ra mắt thì Giang nhất định là sẽ mua về để cho Tâm Nhi thử liền. Vậy nên nếu mà bạn nhỏ nào mà kén ăn này, biếng ăn này, ăn ít, khó hấp thu dẫn đến cơ thể bị gầy yếu, bị suy nhược và sức đề kháng kém thì các bố các mẹ có thể tham khảo sử dụng thêm sữa Gumi Colors 24 giờ IQ Grow để bé hấp thu tốt, tăng chiều cao và trí não nhé. Và mọi người có thể tham khảo qua fanpage chính thức sữa dinh dưỡng Gumi Colors 24 giờ, đặt hàng liền tay để có ngay cho con mình một sản phẩm tốt và chất lượng nhé. Còn bây giờ thì xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành và hãy chờ đón xem phim mới của Giang ra mắt vào tháng 7 này nha. Bye bye.